Vòng 1 có 2 câu hỏi, các bạn chuẩn bị nghe câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khối sắc 100 người, có 8 đáp án ra trên bảng đó là 8 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với đáp án đó. À, câu hỏi như sau. Câu hỏi này chắc nó cũng hấp dẫn đó với các bạn. Hy vọng là vậy. Các bạn hãy kể một thành phần của món cốc tai sữa. À, sữa tươi. Sữa tươi. Món này cũng gọi là chè thắng. Trái cây ạ. Trái cây gì bạn? Nhiều thứ trái cây trong đó. Dạ, mít. Mít. Rồi, hãy bạn trở về vị trí. Bạn thích món đó không? Dạ. Chè thái, cốc tai sữa. Dạ, thích ạ. Ta chế biến gồm có những thành phần gì trong đó? Em nghĩ đó là dừa. Dừa? Dừa gì bạn? Nước dừa hay là... em nghĩ đó là cái dừa. Tại vì cốc tai sữa thì chắc chắn là có cơm dừa. Có cơm dừa. Dạ. Cơm dừa. Bạn? À, em nghĩ đó là sầu riêng hả? Đó là sầu riêng. À, đó là đáp án được nhiều người đồng tình. Bạn ăn món đó ở đâu? Dạ. Đường Nguyễn Tri Phương gần nhà em. Nhà bạn số mấy? Chỉ cho mọi người biết, khán giả biết tới đó ăn chung với bạn. Dạ thôi, bí mật. Mời bạn. Hôm thứ đó là nhám. Đó là? Nhám. Nhám. Còn món gì nữa bạn? Thành phần của món cốc tai sữa hay còn gọi là chè thái gồm có cái gì không? À, thêm đó là hạt lựu. Hạt lựu. Mời đội gia đình heo hội ý. Mời bạn Vũ Phương trả lời thêm một lần nữa nha. Hãy kể một thành phần của món cốc tai sữa. Em nghĩ đó là thạch ạ. Thạch. Gia đình heo. Các bạn tìm ra đáp án kìa. Dạ, có một đáp án chung ạ. Có một đáp án chung, đó là gì vậy? Anh không hỏi từng thành viên à? Bạn cứ nói đi. Đáp án chung của tụi em là rau câu ạ. Rau câu, rau câu. Ý kiến riêng của bạn là gì lúc trao đổi nhau? Em nghĩ là cũng là rau câu à. Bạn? Xương xa. Xương xa, bạn? Em nghĩ là thạch trái cây. Thạch, rau câu, xương xa. Đó là nhiều tên gọi của một thứ. Các bạn thống nhất là anh. Hồi nãy các bạn đáp án hồi nãy em nói là gì? Dạ, rau câu không? Dạ rau câu ạ. Và cuối cùng đội gia đình heo đã chọn cái tên để ghi điểm đó là rau câu. Và chúng ta xem rau câu có trên bảng hay không. 4, 5, 7, 8 rau câu. 87 điểm thuộc về đội chuột đầu bếp. Không có rau câu. 4. Sorry. 5. Nước dừa. Thành phần của món cốc tai sữa còn lại là gì? 7. Chanh châu. Còn gì nữa bạn? Thử đoán xem. Đá. Đá. Dạ. Nước đá. Tóc. Phải nước đá không? Thành long. Không. Sau đây là câu hỏi thứ hai của vòng 1. Mời thành viên thứ hai của hai đội. Mời hai bạn. Hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người và có 8 đáp án đã được chọn. Đó là 8 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người đồng tình với nó. Câu hỏi như sau. Các bạn hãy kể tên một sản phẩm mà có tên gọi bắt đầu bằng chữ dầu. Dầu ăn. Dầu ăn. Mời hai bạn trở về vị trí. Sản phẩm có tên gọi bắt đầu bằng chữ dầu. À, dạ em nghĩ sản phẩm rất là dân gian. Dầu dừa. Dầu dừa. Con dầu gì nữa nè. Một sản phẩm, tên gọi của sản phẩm đó bắt đầu bằng chữ dầu. Dầu gió. Dầu gió. Dầu gì các bạn? Một sản phẩm có tên gọi bắt đầu bằng chữ dầu. Em nghĩ đó là dầu đậu phộng. Dầu đậu phộng. Mời bạn. À, em nghĩ đó là dầu mè. Dầu mè. Dầu mè. Mời gia đình heo hội ý. Một sản phẩm có tên gọi bắt đầu bằng từ dầu. Đó là gì bạn? Em nghĩ là
Dạ dầu lửa. Dầu lửa. Dầu lửa. Rồi dầu gì nữa bạn? Nói nhanh lên là bạn mới kêu. Dạ có nhiều ạ. Có nhiều nhưng mà bạn đã chọn được chưa? Dạ. Các bạn chỉ được trả lời một đáp án thôi. Tụi em chọn đáp án là dầu nhớt. Dầu nhớt. Dầu gội đầu. Cái nào cũng nhớt hết trơn. Dầu nhớt cũng nhớt mà gội đầu. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu đi ạ. Gội đầu. Dầu gội đầu. Dạ. Chắc chưa? Chắc. Chắc phải không? Quyết định là chọn. Ý kiến của bạn hồi nãy là gì? Em thì cũng là dầu gội đầu anh. Bạn? Dầu cù là. Dầu cù là. Đấy. Em dầu nhớt. Dầu nhớt. Dầu cù là, dầu nhớt, dầu gội đầu. Và tụi em thống nhất chọn là dầu gội đầu. Một, hai, ba, dầu gội đầu. 88 điểm thuộc về đội Gia Đình Heo. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi các đáp án còn lại. Đáp án thứ 5. Dầu thơm. Đáp án thứ 6. Dầu xả. Đáp án thứ 8. Dầu hắt. Sau vòng thứ nhất, kết quả chúng ta đã thấy chuột đầu bếp ghi được 87 điểm và tạm thời dẫn trước là Gia Đình Heo 88 điểm. Nokia Express Music, đa phong cách, đa giai điệu, đa tài năng, thiết kế chân dung âm nhạc, tự tin khoe phong cách, giành giải thưởng cực cool. Truy cập website để biết thêm chi tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ hai của trò chơi chung sức. Mời thành viên thứ ba. Chúc may mắn. Hôm nay có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 8 đáp án. Đó là 8 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn hãy kể tên một truyện ngụ ngôn về loài vật mà bạn biết. Con cáo và chùm nho. Con cáo chùm nho. Con chuyện con gì nữa bạn? Rùa và thỏ. Rùa và thỏ. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn hãy kể tên một truyện ngụ ngôn về loài vật. Xin mời bạn. Truyện ngụ về loài vật. Cô bé còn không đỏ. Cô bé hoàng khăn đỏ. Bạn hãy cho mọi người biết tên của một truyện ngụ ngôn về loài vật. Con kiến và con voi. Con kiến và con voi. Mời đội Gia Đình Heo hội ý. Chuyện gì? Lễ hay con gì? Mất quyền trả lời. Mời đội Gia Đình Heo. Các bạn còn nhớ nhiều chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn gì không? Bọn em thường nghĩ ra các chuyện ngụ ngôn thì nói về các con vật. Dạ. Câu hỏi đặt ra nhấn mạnh về điều đó. Các bạn hãy cho biết tên của một câu chuyện ngụ ngôn về loài vật. Trí khôn ta đây là một câu chuyện ngụ ngôn về con cọp và con trâu. Có phải là đáp án của các bạn không? Dạ đúng, đó là đáp án cuối cùng của đội chúng em. Bạn có đáp án nào khác không? Em nghĩ là em sẽ chọn cái đáp án của đội trưởng em ạ. Bạn? Em nghĩ là bác thợ săn và đàn kiến. Bạn? Em cũng giữ đáp án của đội trưởng. Đó là? Trí khôn ta đây. Trí khôn ta đây. Các bạn đã thống nhất với đội trưởng của mình. Và đó là đáp án của các bạn. Chúng ta cùng xem với đáp án trí khôn ta đây. Câu chuyện ngụ ngôn đó sẽ đem
điểm về cho đội nào? Trí khôn ta đây. 84 điểm dành cho gia đình. Bạn biết tiếng Việt không? Hình như là em lâu quá em không nhớ được. Các bạn có ai nhớ chuyện đó không? Hình như là chuyện về lão thiều khu với con hổ thì phải. Đúng rồi, con hổ và lão. Nhưng mà em không nhớ tên chuyện. Hổ, con trâu và bác thiều khu. Dạ, đúng rồi. Chúng ta xem các đáp án còn lại. Đáp án thứ tư. Hãy nói xem thôi. Năm. Gà và cáo. Sáu. Tóc kiếm trời. Bảy. Sói và sóc. Còn quá nhiều đáp án mà các bạn không nhớ được. Nên đáp án thứ tám. Chú hổ thông minh. Kết quả sau hai vòng thi đấu, chuột đầu bếp 87 điểm và dẫn trước hiện giờ là gia đình heo 172 điểm. Đó, chơi chung sức chúng ta bước sang vòng thứ ba. Xin mời quý vị theo dõi sự bắt đầu của vòng này với hai thành viên thứ tư. Xin mời hai bạn. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 5 đáp án đang trên bảng. Số điểm vòng này sẽ được nhân 2 các bạn nha. Tối đa có thể đạt được 200 điểm. Nào các bạn nghe câu hỏi là: muốn chơi cầu lông các bạn cần phải chuẩn bị gì? Ranh vợt ạ. Phải có vợt. Đó là đọc ăn như người đồng tình. Nếu không có vợt thì lấy gì mà chơi? Nào, muốn chơi cầu lông thì chúng ta phải cần chuẩn bị gì bạn? Dạ chuẩn bị quần áo thể thao ạ. Quần áo thể thao. Và cái gì nữa? Cái cầu. Cái cầu. Chơi cầu lông thì phải có. Đúng rồi. Quả cầu lông. Quả cầu lông. Quả cầu. Muốn chơi cầu lông bạn cần chuẩn bị gì bạn? Dạ giày thể thao. Giày thể thao. Quá hay, quá dễ. Nào mời bạn Anh Khoa, câu này thật là dễ. Anh muốn chơi cầu lông phải có sân, anh phải chuẩn bị sân. Phải có sân thì mới đánh được, không có sân đánh trong nhà là không được phải không? Sân. Mời bạn. Dạ, muốn chơi cầu lông chúng ta cần chuẩn bị gì? Chuẩn bị lưới ạ. Chuẩn bị lưới. Dạ. Chắc không? Em nghĩ vậy. Bạn nghĩ vậy? Vâng. Và bạn nghĩ người ta cũng sẽ nghĩ cho bạn không? Có thể là nghĩ đôi có giống thể em. Dạ. Người ta đánh cầu lông, ta đánh chơi, ta không cần lưới thì sao? Đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại đâu cần lưới. Chắc chưa? Dạ. Nhất định không thay đổi. Muốn chơi cầu lông người ta chuẩn bị lưới. 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 200 điểm là số điểm trọn vẹn của câu này dành cho các bạn. Và như vậy kết quả sau 3 vòng thi đấu, chuột đầu bếp có 87 điểm cũ và gia đình heo đã bước sang tới con số 372 điểm.